Xin chào các bạn. Hôm qua tôi mua được khá nhiều mì gói với nhiều hương vị khác nhau. Mì gói là món ăn nhanh rất phổ biến. Mỗi khi thấy thèm hay đói bụng, chúng ta chỉ cần cho vắt mì vào tô, thêm gói gia vị rồi chế nước sôi vào và để chừng khoảng 3 đến 4 phút là có món mì nóng hổi để ăn ngay. Tuy nhiên, với mì gói chúng ta có thể làm thêm nhiều món ăn khác. Món đầu tiên mà bạn có thể làm là xem trên bao bì của nó. Với gói mì này, chúng ta thấy trong tô có 2 con tôm, 1 miếng chanh, hành, ớt và các loại rau mùi. Ta sẽ làm một tô mì giống y như thế. Trước tiên, chúng ta sẽ lấy vắt mì, cho thêm các gói gia vị, sau đó chế nước sôi vào và đậy nắp lại chừng 3 phút. Tiếp theo, tôi sẽ lấy 2 con tôm vừa mới luộc chín, cho cả con vào trong tô mì. Sau đó thêm 1 miếng chanh đã cắt đôi, cùng với ớt, các loại hành và rau mùi. Thế là xong, chúng ta đã có một tô mì tôm chua cay với các nguyên liệu giống y như hình minh họa bên ngoài của gói. Và tất nhiên khi ăn một tô mì đầy đủ như thế sẽ ngon hơn rất nhiều so với một vắt mì thông thường. Khi ăn xong tô mì và đã no, tôi sẽ làm một món khác để vài giờ sau ăn tiếp. Chúng ta sử dụng một gói mì, lấy phần vắt cho vào túi ni lông, sau đó làm dập nó ra thành các miếng nhỏ. Ta sẽ cho tất cả lượng mì ra một cái dĩa và để sang một bên. Tiếp theo, tôi lấy 2 củ khoai tây, gọt hết lớp vỏ bên ngoài, sau đó cho vào nồi và luộc cho đến khi chúng chín mềm. Nếu không có khoai tây, bạn có thể sử dụng khoai lang hoặc khoai mì để thay thế. Khi khoai đã luộc chín, ta sẽ cho chúng vào một cái thau và làm nhuyễn tất cả ra. Lúc này, tôi sẽ cho thêm khoảng 20g bột năng, một muỗng đường cát, muối, tiêu xay cùng hành lá đã cắt nhỏ. Ta sẽ trộn đều tất cả chúng với nhau, sau đó rửa tay cho sạch và nhồi tiếp cho hỗn hợp tạo thành khối dẻo như bạn thấy. Bây giờ ta sẽ lấy ra một lượng khoai tây, vò thành viên tròn giống như những khối cá viên chiên nhưng lớn hơn một chút, rồi lăn qua dĩa mì đã làm nhuyễn sao cho lớp mì bám đều xung quanh khối tròn như thế. Ta sẽ để chúng qua một bên và tiếp tục làm tương tự với lượng hỗn hợp còn lại. Khi đã có được nhiều viên khoai tây phủ mì, tôi sẽ đem tất cả đi chiên. Ta sẽ cho nhiều dầu ăn vào chảo và chỉnh lửa nhỏ vừa. Khi dầu đã nóng, bạn cho các viên vào chảo. Chúng ta sẽ chiên trong thời gian chừng vài phút cho đến khi lớp vỏ bên ngoài chuyển sang màu vàng đậm. Lúc này tôi sẽ vớt tất cả ra ngoài, cho vào một cái dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu. Bạn thấy chúng ta đã có được những viên khoai tây bọc mì trông có vẻ rất hấp dẫn. Món này khi ăn cho cảm giác hơi giòn bên ngoài, phần bên trong dẻo và ngọt kết hợp với mùi thơm của sợi mì và hành lá hòa quyện chắc chắn sẽ làm bạn rất thích. Khoai tây phủ mì đơn giản nhưng lại khá ngon và bạn có thể thử làm để ăn ngay sau khi xem hết video này. Khi đã làm xong món mì khoai tây viên mà vẫn còn dư một lượng mì đã giã nhỏ, tôi sẽ lấy thêm một vắt mì nữa và cũng làm dập ra tương tự. Ta sẽ để chung với lượng mì nhuyễn ban đầu, sau đó tách vào 2 quả trứng. Lúc này bạn sử dụng 3 cây xúc xích, cắt ngang cho chúng thành những miếng nhỏ. Ta sẽ cho tất cả xúc xích vào trong tô mì, thêm hành lá cùng các gói gia vị, rồi trộn lên để tất cả các nguyên liệu được phân tán đều với nhau. Tiếp theo, chúng ta sử dụng một cái chảo có đáy phẳng, chán một ít dầu ăn lên, sau đó cho hỗn hợp mì trong tô vào và chảy đều ra sao cho chúng tạo thành một hình tròn trong chảo như thế. Bây giờ tôi sẽ bắt lên bếp, chỉnh nhỏ lửa và đun cho hỗn hợp được chín từ từ. Nhớ đậy nắp lại để tạo hơi ẩm cho mì được chín đều hơn. Sau khoảng 2 đến 3 phút, ta sẽ chở sang bề còn lại và tiếp tục đun khoảng thêm 1 đến 2 phút nữa rồi nhấc ra khỏi bếp. Bạn thấy chúng ta đã làm được một chiếc bánh pizza từ mì gói trông khá đẹp mắt. Tôi sẽ cắt chúng ra thành 6 miếng tam giác nhỏ, đồng thời sử dụng tương ớt hoặc tương cà để ăn chung. Pizza làm từ mì gói có một chút giòn của mì, sự dẻo dẻo của trứng kết hợp với vị ngon của xúc xích và hành lá khi ăn cho cảm giác khá thú vị. Nếu bạn đã từng ăn qua các món trên và muốn thưởng thức một món khác mới hơn, chúng ta sẽ lấy một gói mì, cho nước sôi vào trụng. Lúc này bạn không cần trụng quá mềm, chỉ cần để yên chừng một phút là có thể lấy ra được. Bây giờ ta sẽ gắp mì ra khỏi tô cho chúng được khô nước. Sau đó lấy ra vài con tôm luộc, tách hết lớp vỏ của nó ra, rồi rửa lại một lần nữa với nước. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy sợi mì, quấn vào xung quanh sao cho chúng bao phủ gần hết thân tôm như bạn thấy. Ta sẽ làm tương tự như thế cho hết lượng tôm còn lại. Khi đã làm xong và có được một số nhất định tôm quấn mì, chúng ta sẽ đem tất cả đi chiên. Tôi sẽ chiên ngập trong dầu với mức lửa nhỏ để chúng được chín đều hơn. Sau chừng vài phút, khi lớp mì quấn bên ngoài tôm cứng lại là đạt yêu cầu. Tôi sẽ gấp chúng ra và để tất cả lên giấy thấm dầu. Mọi việc đã xong, chúng ta đã có thêm một món ăn vặt làm từ mì gói. Món mì quấn tôm trông đơn giản nhưng lại khá lạ mắt với vị ngon của tôm. Nếu được chấm với tương ớt hoặc tương cà sẽ làm tăng hương vị
và sợi mì chiên chắc chắn sẽ rất giòn.